Chỉ khi đi vào bên trong thì chúng ta mới thấy Ngài làm việc như thế nào. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ chỉ biết ơn mỗi ngày, mỗi ngày. Linh hồn không đau khổ, chỉ có thân thể, tâm trí này đau khổ. Thượng Đế biết khi quý vị gặp khó khăn, nếu Ngài gửi điều gì đến quý vị qua ai đó thì đều là Thượng Đế. Thượng Đế có trí huệ của Ngài, mục đích và kế hoạch riêng của Ngài cho từng cọng cỏ trên hành tinh này và mọi nơi khác trong vũ trụ. Thượng Đế không tạo lập thiên địa trong 7 ngày, mặc dù có nói rằng Ngài sáng tạo trong 7 ngày, nhưng đó là ngày thiên đàng, ngày đó không giống như ngày của chúng ta. Thượng Đế là lực lượng và trí huệ vĩ đại nhất. Ngài biết tất cả, thông hiểu mọi việc, Ngài yêu thương mọi người, Ngài có thể làm mọi việc, đó là Thượng Đế. Thượng Đế luôn có thể đổi mới thân thể chúng ta, ban cho một diện mạo đẹp hơn, cùng một linh hồn hình dáng đẹp hơn, môi trường đẹp hơn, bối cảnh đẹp hơn, để chúng ta phát triển tốt hơn, để tiếp tục sống, để tiến hóa. Một khi có Thượng Đế, chúng ta có tất cả. Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Thượng Đế đã hứa như vậy, ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. Không phải vị minh sư không giúp chúng ta đạt đẳng cấp cao nhất, mà chỉ là chúng ta không theo Ngài, chúng ta không chịu nghe lời Ngài. Khi chúng ta ngủ, linh hồn sẽ lang thang khắp nơi, nhưng không thể đi quá cao. Đó chỉ là cảnh giới thứ nhất, cảnh giới Atula. Do đó, quý vị thấy họ, nếu tu hành pháp Quán Âm, quý vị sẽ vượt khỏi thế giới đó và mang thân nhân, bạn hữu lên cao hơn. Không phải ai cũng thấy sư phụ hoặc có thể nghiệm. Mỗi người có những đáp ứng, kinh nghiệm và số mệnh khác nhau. Tôi chưa bao giờ nói rằng quý vị phải tu khổ hạnh để thành Phật. Quý vị nên tu hành phù hợp với tình trạng thể chất của mình. Nhiều khi chúng ta gặp chút rắc rối hoặc có chuyện quấy rầy, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi lên đẳng cấp cao hơn. Cho nên đừng trao đổi công đức tu hành chỉ để có chút thoải mái trong thế giới này. Năm hồng danh rất linh thiêng, đuổi hết trược khí, không gì tốt hơn lực lượng của Thượng Đế, đúng không? Ngay cả Thượng Đế nhỏ, vì họ đều liên quan với nhau, cho nên quý vị gọi danh họ là để xin bảo hộ, để dọn đường, thân thể sẽ nghe lời Thượng Đế trước rồi tới thân thể. Quý vị càng thiền thì càng biết nhiều. Mới đầu, nhiều lúc quý vị ngưng chỗ đó, rồi quý vị nghĩ, ồ, đây là đích rồi. Chính tôi trước đây cũng tưởng như vậy, tưởng mình đến đích rồi, nhưng chưa, chưa về đích, tôi vẫn còn tiếp tục, tôi luôn luôn ngạc nhiên. Trước kia, có lần tôi nghĩ, mình đã cho hết thế giới này tất cả những gì mình đạt được. Lúc đó rất khó đạt được, vì một đàn tôi đạt được, một đàn tôi phải cho đi và nhận người. Thế nên là tài khoản của tôi gần như trống rỗng, rồi tôi nghĩ thế là xong, bây giờ mình đã cho hết rồi, chỉ còn nước chết, đi địa ngục thôi. Lúc đó tôi đã sẵn sàng đi địa ngục, vì tôi nghĩ mình xong đời rồi. Tôi đầy dẫy nghiệp chướng, không còn phước báo và tôi nhơ bẩn, cùng cực, không còn gì nữa hết. Cho nên lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi và sẽ xuống địa ngục thôi, nhưng không. Bỗng nhiên thiên đàng cho tôi sống lại. Từ đó tôi tiếp tục tọa thiền và ngày càng phát hiện ra những cách tốt hơn để nhanh chóng lên các đẳng cấp cao hơn. Khi mình sẵn lòng xả thân thì thiên đàng sẽ cho mình lại tất cả và còn nhiều hơn nữa. Thật kỳ diệu, tôi rất mừng và tôi vẫn còn đây và tiếp tục hành trình của mình. Điều đó rất quan trọng, tôi mừng lắm. Thành ra đừng chán nản, cho dù thiền không tốt hoặc không thấy gì hết, quý vị cứ tiếp tục, rồi một ngày quý vị tự nhiên sẽ vượt qua và quý vị sẽ rất vui. Dù không vượt qua cũng không sao, tôi luôn có ở đó giúp đỡ quý vị. Dù quý vị đi đến cảnh giới thấp, tôi cũng có ở đó với quý vị và tiếp tục như thế này. Không thể nào thấp hơn nơi này. Và rồi chúng ta tiếp tục ở đây mà tôi còn có thể chịu đựng để dạy dỗ quý vị,
ngồi cạnh quý vị thì trên kia làm được chứ, thậm chí còn tốt hơn nữa. Ngay cả ở cảnh giới Atula, con người đã tốt hơn ở đây nhiều rồi. Người ở thiên đàng Atula đã rất dễ dạy rồi. Theo chuẩn mực con người mà nói, dễ dạy hơn loài người rất nhiều. Bởi vì ở đó, quý vị cởi bỏ một trong những lớp thân thể vật chất. Nhờ vậy, quý vị có thể thu nhận dữ kiện tự do hơn, hay đi bất cứ nơi nào trong khoảnh khắc. Quý vị cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn. Nhục thể này tốt cho nơi đây, nhưng trên kia, khi cởi nó ra, quý vị có thể tiếp thu nhiều hơn, tâm trí thông suốt hơn, quý vị không bị giới hạn như ở đây. Ở đây quý vị còn có não bộ, không chỉ có tâm trí thôi mà còn có bộ não. Bộ não là kẻ chuyên gây phiền phức. Quý vị cần nó để sống ở thế giới này, nhưng nó gây quá nhiều rắc rối, lý do là vậy. Vì thế mà chúng ta khó tin tưởng minh sư hoặc khó thực hành theo giáo lý. Quý vị biết điều đó, nhưng đôi khi không chịu làm. Quý vị biết rất rõ ràng nhưng rất dễ quên, bởi vì hàng ngày làm việc hoặc sống trong thế giới này, mọi người, công ăn việc làm, bạn bè hay không phải bạn bè, người yêu, họ cứ tấn công quý vị tới tấp với những suy nghĩ, tư tưởng và lời nói của họ, những rắc rối và trở ngại của họ, và rồi quý vị bên Thượng Đế hoài. Ngay cả những lúc ngồi thiền, quý vị cố gắng tưởng nhớ Thượng Đế, quý vị dành thời gian cho Thượng Đế mà họ vẫn đi vào, Thượng Đế chỉ biết đứng ngoài nói. Khi nào mới tới phiên ta, quý vị ngồi đó nhớ tới bà vợ nói gì với mình sáng nay, cô bạn gái la gì mình hồi trưa, việc gì mình làm chưa tốt, kỳ tới phải làm thế nào, cậu con trai làm khổ mình ra sao, cô con gái mình, bất cứ gì, bạn mình, đồng nghiệp mình, đầy ắp trong đầu. Thượng Đế muốn ngủ một góc nhỏ trong trái tim quý vị cũng thật là khó. Ngài luôn bị chèn ép. Trời ơi, đông quá, đông quá. Đôi khi linh hồn mệt mỏi nên rời khỏi thân thể, rồi quý vị nằm đó. Linh hồn chán ngán, đi xa, chơi một chút, tự do một chút, thế giới này là như thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn bên cạnh quý vị. Cho nên đừng lo là lên trên kia quý vị không thấy tôi. Bất cứ gì Thượng Đế ban cho quý vị hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài đặt quý vị vào đều tốt cho quý vị. Bất cứ tài năng gì Ngài phú cho đều tốt cho quý vị. Bất cứ những gì quý vị trải qua, tốt hay xấu, đều tốt cho quý vị. Mặc dù bây giờ quý vị không thấy, quý vị sẽ thấy sau hoặc phút giây lìa trần. Đừng lo, mọi việc đều hoàn hảo. Thật vậy, chỉ là chúng ta không thỏa mãn với điều gì đó, nên Thượng Đế đôi khi phải thay đổi cho chúng ta. Chẳng hạn như có rất nhiều đau khổ, mà con người đôi khi đi quá xa vào hướng phủ định. Họ bị lực lượng phủ định ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì Satan cũng cố chiếm đoạt linh hồn để linh hồn ở lại đây mãi. Nhiều người bị trói buộc ở địa cầu do sự hấp dẫn, do sự ràng buộc vào những thứ ở thế giới này. Không phải mọi linh hồn có thể lên thiên đàng, nhớ vậy. Vì vậy mà tôi dặn quý vị hãy cẩn thận làm công việc của mình, hoàn thành bổn phận để có thể trở lại trên đó. Cũng đừng bám vào vật chất thế gian, chúng chỉ là dụng cụ chúng ta dùng để học hỏi, không phải để bám vào. Cũng như thuyền bè, quý vị dùng để đi qua sông, quý vị không đội nó lên đầu mãi, chỉ vì nó giúp quý vị qua sông. Tất cả đèn dự phòng đều phải tắt hết, có một số thiết bị, có đèn chờ thì mình tắt đi, thí dụ như điện thoại, khi nào sạc đầy rồi thì mình rút cổ cắm ra, hoặc là tắt công tắc điện báo đi, như vậy tiện hơn là cắm ra cắm vào. Nhưng mấy thứ khác như là tủ lạnh hay gì đó thì không cần rút ổ cắm ra ngoài. Cắm bình thường thôi, không cắm vô ổ cắm có đèn báo. Vì đèn báo, nếu mà cả khách sạn đều bật thì hao điện lắm. Không phải vì mình không phải trả tiền
mình vẫn phải tiết kiệm, không phải chỉ vì vấn đề tiền bạc thôi, mà còn về môi trường, về công đức của mình. Quý vị bảo vệ được cái gì, mình sẽ được công đức từ việc đó, nhất là nếu đó là công quỹ chung. Trong một bài pháp mà Đức Phật nói trong cuốn này, bất cứ ai trộm cắp đồ của tăng đoàn, của Phật hoặc là tăng đoàn, tức là đoàn thể xuất gia, thì điều đó rất là tệ, rất tệ hại, rất khủng khiếp. Không phải chỉ là nghiệp chướng bình thường mà nghiệp chướng nặng kinh khủng. Bởi vì trộm cắp đã là tệ rồi, nhưng trộm cắp từ cộng đồng, những người tu hành lại càng tệ hơn, khủng khiếp. Nghiệp chướng này giống như địa ngục, cho nên không phải là tôi kiểm soát hoặc ra lệnh quý vị, có điều quý vị nên nghĩ tới môi trường, nghĩ tới người khác. Nếu tất cả người giàu có khả năng trả tiền điện và dùng điện nhiều thì người nghèo không có, quý vị cũng có hiểu điều này chứ. Chúng ta sống trong cộng đồng, thế giới là một cộng đồng, chúng ta tiết kiệm những gì có thể để người khác cũng được có một chút cơ hội để dùng. Không phải vì mình trả tiền rồi mình bừa bãi dùng bất cứ gì, quăng tùm lum, phung phí đủ thứ. Bất cứ gì mình dùng ở địa cầu này phải cẩn thận. Càng dùng nhiều từ địa cầu này, chúng ta phải trả càng nhiều, không phải chỉ có tiền thôi, mà còn nghiệp chướng nữa, nghiệp chướng khủng khiếp sẽ đến. Có hiểu điều này không? Rồi nếu phải đầu thai lại vì lý do gì đó, quý vị sẽ bị thiếu thốn tất cả những gì mà kiếp trước quý vị phung phí gấp bội phần. Không phải như là phung phí điện một tiếng thì kiếp sau quý vị. Không phải vậy đâu, quý vị có thể thiếu nhiều năm. Cho nên bất cứ gì tôi dạy quý vị hãy thực hành. Dù mấy trăm năm sau tôi không giảng nữa, nếu quý vị thực hành những gì tôi nói, tích lũy từ thử nghiệm bên trong hoặc bên ngoài, thì đời sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nhiều lắm. Không phải là cho tôi, quý vị không cần phải vâng lời tôi, điều đó không làm gì tốt hơn cho tôi. Có điều quý vị nên làm người tốt trên địa cầu này, làm người biết quan tâm, thương yêu, tử tế và bảo vệ. Bảo vệ môi trường tức là bảo vệ người khác, bảo vệ con cái mình và con cái của con cái của con cái của con cái quý vị đó, có hiểu không? Vạn vật có liên quan với nhau, chứ không phải là một người ở đây, không phải chỉ quý vị thôi. Mình tự biết trong đời sống mình muốn cái gì, tất cả những gì mình làm cho mình ngồi thiền ngày càng tốt thì mình nên làm. Báo chí cũng có thể coi được, TV cũng có thể coi mà phải chọn lựa đàng hoàng, không phải lúc nào cũng coi. Thường thường, nếu mình coi TV, mình ngồi đó luôn. Nhiều khi mình biết cái này dở, xấu mà cũng cứ ngồi đó, bấm tới bấm lui, rồi cứ ngồi hoài không chịu đi, tới một lúc nào đó giật mình tự nhủ, ồ, bậy bạ quá, tôi phải đi bây giờ, thành khó vậy đó. Không phải chỉ hai cấm. Mình biết tầm bậy mà vẫn cứ ngồi đó coi hoài, đổi tới đài này hết đài khác, đổi tới đổi lui, đổi tới mỗi ta luôn rồi đứng dậy. Coi những cái đó thường thường không có ích gì, coi những cái ích lợi thì cũng được. Có khi có những tờ báo tốt dạy dỗ những điều thường thức trong đời sống thì cũng được, chứ không phải không nên coi. Mà nếu mình không có đủ kỷ luật thì khỏi coi cho rồi. Tại vì biết báo nào nên đọc bây giờ, coi chỗ tốt, rồi lại cũng nhảy vô chỗ xấu coi. Đầu óc mình cứ thu thập những chuyện xấu hoài rồi sợ. Cũng như ví dụ, quý vị xem một phim khủng bố, khi về nhà quý vị ngủ không được. Nhiều khi đi ra ngoài trời tối cũng sợ phải không? Nó ảnh hưởng mình chứ. Bất cứ gì làm cho mình hèn nhát hoặc là đẳng cấp mình hạ xuống thì đừng nên coi. Phương pháp là như vậy. Cái nào làm cho tinh thần mình thoải mái, giúp đỡ thân thể và tinh thần của mình thì cái đó tốt. Cái nào làm cho mình sợ hãi, biến thành con người yếu hơn người của mình thì cái đó không tốt. Thành ra đừng coi những phim khủng bố này kia. Nó làm cho mình yếu người đi, tại sao mình phải thành người yếu đuối sợ sệt? Dù là trong một đêm, hai đêm cũng làm cho đẳng cấp của mình đi xuống. Trong thi tập Người Tình Thiên Cổ của Ngài, rất nhiều bài thơ dường như miêu tả tình thương cho một người trải qua nhiều kiếp sống và đôi khi tình yêu đó không dễ dàng hay suôn sẻ. Có bao giờ dễ đâu.
Thưa sư phụ, xin ngài cho biết tại sao linh hồn lại chọn con đường này, có phải là để phát triển tình thương vô điều kiện không? Ngài có nghĩ rằng tình yêu thực sự là điều duy nhất không? Có phải chúng ta luôn gặp cùng một người yêu đời đời kiếp kiếp không? Nếu đúng vậy, tại sao lại có duyên sâu đậm đến thế? Thưa sư phụ, ngài có thể chia sẻ với chúng tôi người tình thiên cổ của ngài được không? Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi viết bài thơ cho người tình thiên cổ của tôi? Vậy nếu tôi biết về cảm giác của chú vện thì cô nghĩ tôi cũng là một chú vện sao? Hoặc bài thơ về con lợn trong tập thơ của tôi thì cô nghĩ tôi cũng là lợn con sao? Tôi xin nói, thơ không phải lúc nào cũng diễn tả cảm xúc của bản thân. Nhưng bây giờ ta không nhất thiết phải trải qua điều đó để học hỏi tình thương vô điều kiện, đó chỉ là sức hút của nhân quả. Không phải luôn cùng một người tình mà mình gặp đời đời kiếp kiếp, mặc dù là có thể có như vậy. Đôi khi có nhiều người, đôi khi chỉ là những kẻ thù từ tiền kiếp, quý vị sẽ ngạc nhiên. Những kẻ có thù oán từ tiền kiếp phải giải quyết êm đẹp với nhau trong kiếp này bằng tình thương. Đó là lý do họ gặp nhau và thậm chí yêu nhau nữa. Nhưng con người khó mà nhận ra, khó phân biệt được ai là ai, bởi vì sự hội ngộ với người tình cũ lẫn kẻ thù xưa đều có sự hấp dẫn mãnh liệt như nhau đối với chúng ta, nên chúng ta có thể chọn lầm người như chọn kẻ thù xưa làm bạn đời. Thật ra, sự hấp dẫn giữa kẻ thù với nhau đôi khi còn mạnh hơn là người yêu. Vì vậy, tiếng sét ái tình luôn bền lâu hoặc có kết thúc hạnh phúc. Quý vị biết điều đó mà, nếu là kẻ thù thì là để hóa giải những lỗi lầm trong quá khứ chúng ta đã gây ra với người đó, hoặc người đó gây ra cho chúng ta. Thoa dầu lên vết thương của ký ức về quan hệ xa xưa để tình thương hàn gắn mọi nỗi đau quá khứ và hóa giải khuynh hướng trả thù. Đó là cách các linh hồn làm hòa với nhau để thăng hoa lên đẳng cấp tâm linh cao hơn, để xóa đi dấu vết phủ định trên hành tinh của họ và tăng thêm từ trường vĩnh cửu vào địa cầu. Tất cả đều liên quan với nhau. Rồi quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy những người quanh mình, chẳng hạn như thân bằng quyến thuộc, người yêu, điều khác nhau về phẩm chất thân thiện. Tôi gọi đó là FQ để dễ nhận biết. Có người nhiều FQ hơn, nghĩa là nhiều phẩm chất thân thiện hơn, hoặc phẩm chất EQ, nghĩa là phẩm chất thù nghịch hơn. Nhưng dĩ nhiên chúng ta có thể thay đổi điều đó. Cần thời gian rất lâu, cần một khoảng thời gian, cần tình thương để hoán chuyển từ EQ sang FQ, từ thù sang bạn. Nhưng chúng ta phải phù hợp với nhau, chúng ta phải phối hợp với nhau, chúng ta phải cố gắng hết sức cả đôi bên để hoán chuyển thù thành bạn. Cần sự hợp tác của cả hai người. Lúc ban đầu rất khó khăn biết ai là bạn, ai là thù. Cần thời gian rất lâu và sự quan sát nhạy bén mới nhận ra được. Quá trình đó có thể rất đau khổ. Thường thì chúng ta nhận ra quá trễ, bởi vì kẻ thù thường có khả năng khiến chúng ta tin rằng họ sẵn lòng giúp đỡ và giống như bạn bè. Bình thường là bạn bè, nhưng đến khi có sự cố quan trọng xảy ra thì quý vị mới thấy bản chất thật của họ. Họ gây rắc rối cho quý vị, quấy nhiễu quý vị để quý vị không đạt được mục đích hay không làm tròn công việc. Những điều như vậy hoặc gây rối trong gia đình. Ngay cả đệ tử của Minh Sư không phải ai cũng có phẩm chất FQ. Những người theo Minh Sư, một số lớn đáng kinh ngạc là có phẩm chất EQ, nghĩa là phẩm chất thù nghịch. Những người này ở đó rất dễ gây rắc rối trong nội bộ hoặc gây trở ngại cho đời sống của Minh Sư, hoặc trở lại gia nhập vào đoàn thể của Minh Sư để chuộc lại lỗi quá khứ của họ vì họ đã làm hại vị Minh Sư hoặc hại ai đó trong tiền kiếp. Bây giờ họ trở lại để chuộc lỗi lầm. Cho dù họ trở lại để chuộc lỗi lầm, vị Minh Sư đó vẫn phải chịu đựng rất nhiều, phải đau khổ rất nhiều để gánh chịu nghiệp chướng người này.
nhất là nếu người đó làm hại vị minh sư trong kiếp trước. Nghiệp trướng đó vô cùng nặng nề, rất khó khăn và không ai có thể cứu họ ngoại trừ minh sư. Nhưng đối phó với hàng đệ tử có phẩm chất EQ này rất khó khăn, chính họ cũng gặp khó khăn. Mặc dù họ có cố gắng, nhưng họ luôn bị vướng mắc vào nghiệp chướng quá khứ, bị lôi kéo vào vòng đen tối và hành động phủ định hết lần này đến lần khác, theo những hình thức khác nhau nhưng tương tự như hành động trong tiền kiếp. Có thể chỉ là ít mãnh liệt hơn thôi. Đa số các vị minh sư chân chính đều chịu đau khổ hoặc chết vì những đệ tử có phẩm chất EQ này. Một số minh sư có khoảng 60% đệ tử là có phẩm chất EQ. Một số minh sư có khoảng 30 hoặc 40 đệ tử này, bình quân trong đời các ngài. Nếu các ngài may mắn thì sẽ có nửa này nửa kia. Cho dù vị minh sư biết những đệ tử nào đó có phẩm chất EQ tái sinh, nhưng các ngài hiếm khi từ chối những người này vì lòng từ bi. Bởi vì các ngài là người duy nhất có thể giúp họ, cho nên thí dụ như trong lịch sử của Cơ Đốc giáo, Suda bán đứng Chúa Giêsu và Đề Bà Đạt Ma nhiều lần hãm hại Đức Phật. Có một câu chuyện ở Trung Hoa, tên cuốn truyện là Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những kiệt tác văn học của Trung Hoa. Những đệ tử hay người có phẩm chất EQ này, họ không cần phải cố ý làm những gì trong đời này, họ thậm chí có thể hãm hại minh sư trong vô hình, làm cho ngài bị bệnh đau ốm, hoặc làm những chuyện gây ra rắc rối, ngay cả việc dính líu đến pháp luật, bất hòa trong đoàn thể, ảnh hưởng đến sự an bình của minh sư, hoặc xen vào cản trở sứ mạng của vị minh sư trong lúc này. Dù không cố ý, nhưng họ cứ làm vậy vì thói quen của nghiệp chướng, bị nghiệp chướng lôi kéo, nghiệp lực rất mạnh luôn lôi kéo họ. Nếu họ không đủ mạnh, nếu không tu hành tinh tấn, không nghe theo lời chỉ dạy của minh sư, thì họ sẽ luôn là hạt sạn trong giày của minh sư. Như quý vị thường nói, tương tự như vậy với người gia đình, đó là do nhiều gia đình không hạnh phúc. Có một chung chuyện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có một người rất có trí huệ tên là Khổng Minh. Ông là quân sư, rất đắc lực cho nhà vua, bởi vì công việc của ông chưa xong, ông vẫn còn cần sống. Nên ông muốn kéo dài tuổi thọ thêm 12 năm nữa để giúp cho vị vua trẻ. Thành ra ông chuẩn bị lập đàn, có một số tế lễ nghi thức kéo dài tuổi thọ. Có thể là thật, tôi chưa thử qua, nhưng thứ này được gọi là bạch thần thông hay hát thần thông. Bây giờ ông chuẩn bị 12 chiếc đèn tượng trưng cho việc kéo dài tuổi thọ thêm 12 năm. Nhưng trước khi ông hoàn tất việc tọa thiền cho điều này thì một trợ tá của ông bước vào vụng về làm tắt một cây đèn. Điều này có nghĩa là việc hy vọng kéo dài tuổi thọ của Khổng Minh bị dập tắt. Ông biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa nên ông bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự. Khổng Minh, vị vương sư này biết người phụ tá này không tốt cho mình. Ông biết điều này từ lâu rồi, ông biết ngay từ lúc ban đầu rồi, nhưng vì ông cần người này để làm công việc, và vào giây phút cuối anh ta bước vào, ông không thể tránh được, nên không lâu sau ông chết. Bây giờ để trả lời câu hỏi của cô về người thịnh thiên cổ của tôi, cho dù tôi có một người đi nữa thì với cô có ích gì? Ai sẽ tin tôi đây? Đa số con người trên cõi đời này đều bị bụi quên lãng che mờ. Giờ chúng ta đã cứu vãn địa cầu, hay địa cầu đã được cứu vãn một thời gian rất là dài. Tất cả chúng ta nên cố gắng hướng vào bên trong, tập trung nhiều hơn nữa vào sự kết nối linh hồn bằng đẳng cấp thiêng liêng bên trong, cầu xin sự tha thứ của thiên đàng, hãy từ bi hơn, khiêm tốn hơn, biết ơn hơn đối với sự khoan hồng của thiên đàng, và làm thêm nhiều việc tốt cho thế giới. Càng làm tốt cho thế giới, quý vị càng thêm được nhiều điều tốt. Càng ban phúc hạnh phúc cho người khác, quý vị càng được thêm hạnh phúc, chứ không phải quý vị giúp đỡ người khác rồi đó chỉ là công việc của quý vị. Không phải vậy. Mỗi công việc, mỗi nỗ lực quý vị làm để giúp đỡ người khác sẽ được đền bù gấp nhiều ngàn lần trong công đức của quý vị.
Hiện tại chúng ta có thời gian, địa cầu vẫn tồn tại, chúng ta có thời gian. Chúng ta nên nghĩ nhiều về khía cạnh tâm linh, tự tánh của mình và kết nối với khía cạnh này. Đừng quá đắm chìm vào tiện nghi vật chất, lòng tham, những thứ vô thường khác. Thiên đàng luôn luôn hiện hữu bên trong ta, nếu chúng ta hướng vào trong và câu thông. Ma Vương không thích khi quý vị tới tụ họp tọa thiền, phá hoại sự kìm kẹp của hắn ở vài nơi trên địa cầu. Quý vị ngày càng phát triển, còn hắn thì bị dồn vào một góc. Hắn không thích chút nào, thế là hắn cứ quấy nhiễu những người xung quanh tôi để họ làm phiền tôi, vì không ai làm được như vậy. Sư phụ có cho rằng Ma Vương bây giờ đang mất quyền hành không? Đang suy sụp, phải, kẻ bại trận, ngã quỵ nhưng chưa rời đi, vì con người mời mọc hắn, con người thích hắn, lý do là vậy. Con người thương hắn, mời mọc hắn bằng cách không mời điều tiện lành, căn nhà bỏ không thì ai cũng có thể vào chiếm giữ. Nếu con người giữ tâm cho thiện lành, chỉ mời sự thiện lành tới thôi thì Ma Vương không thể vào được. Nhưng không may họ không làm như vậy. Chúng ta không thể làm gì được hắn, bởi vì trên cơ bản hắn không làm gì sai hết. Như tôi đã nói, hắn chỉ tạo ra cọp và tạo ra thỏ ở bên cạnh con cọp, rồi cọp ăn thỏ. Sau đó, theo cán cân công lý thì chú thỏ đã trở thành cọp hay một loài ăn thịt. Rồi có thể ăn lại con cọp kia mà giờ đây đã trở thành thỏ hay gà hay bất cứ con gì. Tôi cũng nói rằng loài vật có một số tùy cảnh giới cao xuống để giúp đỡ loài người, một số đến về nghiệp chướng nhân quả cũng như con người vậy. Thế giới này rất phức tạp. Tôi đã nâng tất cả linh hồn lên rồi, tới thiểu cảnh giới thứ ba. Nhưng bây giờ họ được kết nối bằng một sợi dây giống như con rối. Tất cả chỉ đang làm việc bằng đầu óc, còn linh hồn đã tự do rồi. Vì tất cả quý vị đã được tự do từ lúc tâm ấn, quý vị chỉ còn kết nối linh hồn cho tới ngày quý vị ra đi. Đến khi sợi dây đó bị cắt thì quý vị ra đi vĩnh viễn. Hiện tại đa số người địa cầu cũng vậy, nhưng họ sẽ không lên cảnh giới thứ năm như quý vị, không đâu. Tối đa họ đến cảnh giới thứ ba cao hoặc thậm chí thứ tư, nhưng ít ra họ không bị đọa địa ngục. Thật ra, mỗi chúng ta đều là một vị Phật, một đấng Thượng Đế, ít nhất cũng là một phần của Thượng Đế, một phần của toàn bộ, bất cứ cái gì là một phần của toàn bộ, nghĩa là cùng phẩm chất. Cho nên, chúng ta là Thượng Đế Tí Hon và chúng ta là Minh Sư. Nhưng vì quý vị tạo cho mình tình trạng và hoàn cảnh riêng để phát triển và để nhận diện địa vị minh sư của mình, vì thế quý vị đau khổ rất nhiều và phải trải qua rất nhiều tình trạng và phẩm chất không mấy thánh thiện, giống như mang theo bên mình một thứ phẩm chất không thánh thiện và làm nhiều việc được gọi là không thánh thiện. Chúng ta tự buộc mình chịu đau khổ, thiên tai, tâm tối để chúng ta có thể biết được sự trái ngược với phẩm chất của Thượng Đế, như vậy chúng ta mới có thể tự nhận lại với tất cả sự vinh dự và vẻ vang rằng ta là Thượng Đế và không có một cái gì tốt hơn ta, vì ta đã thử qua rồi, tôi đã nói rồi. Vì vậy tôi cũng có nói với quý vị là chúng ta không thể ép buộc kẻ khác trở về với Thượng Đế nếu họ không muốn, vì họ đã đặt ra một kế hoạch khai ngộ cho chính họ, một dự án trở về thiên quốc của riêng họ. Tuy nhiên là Thượng Đế thì dĩ nhiên lúc nào chúng ta cũng có thể ngưng lại. Thường thì chúng ta không làm vậy, bởi vì là Thượng Đế chúng ta giữ lấy kế hoạch của mình, chính mình còn tạo ra những kế hoạch mới nữa. Cho nên nếu khôn ngoan thì chúng sẽ tạo ra một tình trạng mới và không giữ tình trạng cũ, hoặc tạo thêm một tình trạng mới để dù rằng vẫn giữ cái cũ, chúng ta vẫn thấy dễ chịu hơn khi có thêm kế hoạch mới. Từ kế hoạch mới này sẽ sinh ra những cơ hội mới, hoàn cảnh mới để chúng ta có thể trở về thiên quốc nhanh hơn những người khác. Nhưng thường thì rất khó, một khi chúng ta đã từ bỏ lực lượng của mình để đi vào vùng tâm tối của tạo hóa, thì rất khó mà lấy lại được ánh sáng, phải mất rất nhiều công lao. Thí dụ, một ông vua từ bỏ vương quốc của mình để lại cho người khác và nhường ngôi cho người khác,
dù chỉ tạm thời, sau một thời gian 20 năm, 10 năm, rất khó trở lại mà nói rằng: ê, ngươi biết không, hồi xưa ngai vàng thuộc về ta, bây giờ hãy bước xuống mau. Sau 20 năm, chắc chẳng còn ai nhớ quý vị trước khi là vua nữa. Và quý vị làm sao có thể đến gần vương quốc mà không có giấy thông hành? Chỉ chuyện đó thôi, hay là phiếu chiếu kháng, rồi ai cho quý vị là gần hoàng cung? Đừng nói chỉ đến việc bước lên ngai vàng, bảo ông vua hiện thời đi xuống ngay. Chưa đến gần nhà vua, quý vị đã bị bỏ tù rồi, bị rắc rối còn hơn trước nữa. Có lẽ quý vị cũng bị mất hết tiền bạc trong cuộc hành trình đó, ngay cả về nước cũng không được, nói chỉ đến việc tới đến ngai vàng và phục hồi vinh quang và quyền lực của mình. Dĩ nhiên, trên thiên quốc không có ai ngồi trên ngai vàng của quý vị, giữ đó và không trả lại cho quý vị. Chỉ là tình trạng trên đường ngày càng tệ nếu quý vị không cố nhớ lại mình là ai. Dù quý vị có cố gắng cũng khó. Quý vị làm sao nhớ tới Thượng Đế trong khi ngày nào vợ con cũng cần có bánh mì và nước để sống? Ngay chính quý vị cũng cần những thứ tối thiểu để sinh tồn. Có những trường hợp thật kinh khủng, quý vị không thể nhớ tới Thượng Đế nếu bao tử cứ gào bên trong: ồ, đói quá, ta muốn ăn. Tiếng gọi của dạ dày sẽ lớn hơn tiếng nói của Thượng Đế, ngay cả tiếng quán âm. Cho nên một khi chúng ta đã rời thiên quốc rồi thì khó mà nhớ lại được. Nhưng rốt cùng, linh hồn nào rồi cũng trở về với sự vinh quang, lâu hay mau, tùy vào sự ước muốn của linh hồn đó. Có linh hồn muốn trở về sớm hơn, nhưng cũng có những linh hồn quyết định ở lại lâu hơn, dù phải chịu khó khăn và đau khổ để sáng tạo thêm, học hỏi thêm những chiều hướng phẩm chất trái ngược phẩm chất của Thượng Đế, để khi trở lại họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn về bản chất thật của họ. Đây là những bậc minh sư vĩ đại, có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều lực lượng hơn, tài giỏi hơn và biết nhiều kỹ thuật hơn. Những vị minh sư này đã biết làm một số làm chủ số mệnh của họ, và chính họ đã tìm lại thiên phước và lực lượng của chính họ, nhưng họ vẫn quyết định trở lại thế giới ta bà lần này đến lần khác để giúp những linh hồn đang cần giúp đỡ nhiều hơn những linh hồn bình thường. Có những linh hồn đặt ra nhiều chông gai cho chính họ, không ai được chọn cùng một con đường. Các linh hồn không bắt chước nhau trên cuộc hành trình của họ. Đôi khi linh hồn chọn con đường vô cùng khó khăn, chông gai để đi, và họ phải trực diện với rất nhiều rắc rối, rất nhiều đau khổ, cực nhọc, và đôi khi họ chọn công việc không thể thực hiện nổi. Họ cần một vị minh sư đặc biệt, nếu có một vị minh sư như vậy, sẵn sàng hy sinh niềm hỷ lạc và hạnh phúc của mình xuống để cùng những linh hồn này đồng hành, đồng cam cộng khổ. Đôi khi quá đau khổ tới mức linh hồn không thể chịu nổi nữa, nó sẽ gào lên: cứu con, cứu, cứu con. Dù tiếng gọi của linh hồn rất rất là yếu, vị minh sư cũng nghe được. Nếu đó là tiếng gọi của con tim thì minh sư sẽ đến, thậm chí không cần tâm ấn. Dù thời điểm của linh hồn đó chưa tới và không thể gặp minh sư trong xác phàm, vị minh sư cũng xuất hiện trong vô hình, trong giấc mơ hoặc trong thể nghiệm bên trong để giữ linh hồn đó. Bởi vì linh hồn nào cũng cần sự giúp đỡ trong lúc trải qua cuộc hành trình vào thế giới tâm tối khủng khiếp như vậy. Không phải là bóng tối bao trùm thế giới này hoặc âm phủ, mà là chúng ta tự đặt mình vào bóng tối để nó bao phủ linh hồn mình, bao phủ trọn cuộc hành trình hay một phần của hành trình, để chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng dù nó ở ngay trước mặt. Cho nên linh hồn trong những trường hợp khẩn thiết kêu cứu và vị minh sư hay Thượng Đế luôn luôn ở gần, không bao giờ một linh hồn đi một mình trong bóng tối cả. Luôn luôn có sự hỗ trợ của những chúng sinh gọi là thiên thần bảo hộ, những vị minh sư đẳng cấp cao. Tùy hoàn cảnh mà linh hồn đó vướng phải rắc rối tới cỡ nào thì cấp cao hơn hay thấp hơn sẽ được gửi tới để giúp đỡ. Những trường hợp thông thường thì chỉ cần thiên thần hay thánh thần hộ vệ. Những trường hợp khó khăn hơn, nguy hiểm hơn thì vị minh sư phải tới, minh sư có đẳng cấp cao nhất, phải tới trong trường hợp khẩn cấp nhất. Nhưng đôi khi nếu linh hồn đó gây quá nhiều khó khăn cho chính mình, ý nói là trước khi xuống thế giới này,
Cho tới khi đi vào tình trạng khó khăn này thì nó đã sa vào tâm tối rồi, sa vào sự đau khổ rồi và xa cách đã quá lâu. Bởi nó đã tạo ra quá nhiều rắc rối hoặc tạo ra quá nhiều đau khổ cho những linh hồn khác bằng cách đó, bằng cách từ chối sự thánh thiện của mình. Nó đã tạo ra quá nhiều đau khổ, quá nhiều cái gọi là tội lỗi, nên có cảm giác không xứng đáng, không được giúp đỡ, vì vậy nó cũng không cần cứu. Cho nên mới có một thứ gọi là địa ngục, nhưng không vĩnh viễn. Không có địa ngục nào là vĩnh viễn, nhưng đối với chúng ta, những linh hồn cô đơn và đang đau khổ thì địa ngục là bất tận. Mỗi giây phút đau khổ đối với bất cứ một linh hồn nào đang lâm vào tình trạng đó đều là bất tận. Nhưng theo nghĩa khác nó cũng đúng, bởi vì khi đau khổ thì thời gian kéo dài rất là lâu, thật là khủng khiếp. Mỗi khi bị đau hoặc bị giải phẫu thì trời ơi, thấy như muốn chạy ra khỏi chỗ đó bất cứ lúc nào nếu được. Khi quý vị bị băng bó đầy mình, hai tay bị cột trên giường, hay bị cột vào dây của bình tiếp nước biển, hay bình lấy máu treo lủng lẳng trên người vì muốn lấy những máu thừa chảy ra vì từ vết thương để khỏi làm tắc nghẽn các bộ phận cột đầy mình, trời ơi, quý vị cảm thấy như bị ngộp thở vậy. Chuyện này xảy ra với tôi cách đây 2 tuần nên tôi biết nói thế nào. Bây giờ vẫn còn rõ ràng trong đầu. Tôi nói không muốn gặp bác sĩ nữa, không bao giờ, thà chết còn hơn. Dù sao đi nữa, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù linh hồn có tự tạo ra những trường hợp tệ cách mấy cho chính mình đi nữa, mỗi linh hồn đều là một minh sư, là thượng đế, là Phật. Đừng bao giờ lầm lẫn điều này, chỉ là nó cần một thời gian lâu hơn để nhận thức địa vị Phật. Những gì chúng ta đã làm cho kẻ khác, chúng ta phải chịu như vậy, chịu cùng cảm giác và gọi đó là địa ngục. Cho nên chúng ta, những người tu hành, vì đã biết con đường của Thượng Đế, không bao giờ nên tạo những tình trạng mới để phải gánh chịu cùng những hậu quả mà chúng ta đã tạo ra. Đó là lý do chúng ta phải giữ giới, tịnh hóa thân, khẩu, ý. Không phải là vì sư phụ nói như vậy, không phải là vì Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng ta, nhưng là vì chúng ta sẽ đau khổ và sẽ đi rất xa Thượng Đế, sẽ cảm thấy thật đau khổ và không xứng đáng.